Hello, xin chào tất cả các bạn. Gần đây thì có rất nhiều bạn hỏi mình là AirPods thì có kết nối được với các cái thiết bị di động sử dụng cái hệ điều hành Android không? Thì câu trả lời của mình là có. Tất cả các thiết bị mà có Bluetooth thì đều có thể kết nối được với AirPods. Và ngày hôm nay thì mình sẽ thực hành trên chiếc điện thoại Xiaomi này cho các bạn cùng xem. Đầu tiên thì các bạn hãy mở nắp của chiếc AirPods ra. Sau đó các bạn dí nút nguồn ở phía sau cho tới khi cái đèn ở phía trước chuyển từ màu xanh sang màu trắng như thế này là ok. Cái bước này là bước reset lại AirPods của các bạn. Và tiếp theo thì các bạn vào setting ở trên điện thoại và chọn Bluetooth, bật on nó lên. Lúc này thì thiết bị AirPods nó sẽ hiển thị lên chỗ Bluetooth và các bạn hãy nhấp vào. Màn hình sẽ hiển thị lên là có cho phép chia sẻ thông tin dữ liệu không, thì các bạn tích vào và nhấn vào ghép nối. Chờ một lúc sau thì màn hình sẽ hiện lên chữ OK. Các bạn sẽ nhấp vào cái chữ OK này là xong. Như vậy là các bạn đã kết nối được với AirPods với điện thoại Android rồi. Các bạn cũng có thể đổi tên giống như ở trên iPhone vậy. Các bạn hãy nhấp vào thiết bị, chọn đổi tên và đổi tên như thế là xong. Trên hệ điều hành Android thì cảm biến hồng ngoại vẫn hoạt động bình thường và cực nhạy nữa. Ngày hôm nay thì mình cũng sẽ thực hành cho các bạn cùng xem luôn. Các bạn hãy đeo cái thiết bị của mình vào tai, sau đó lên YouTube bật một cái đoạn video. Khi mà các bạn tháo cái tai nghe ra thì đoạn video nó sẽ tự được dừng lại, bởi vì cái AirPods này nó cảm biến, nó nhận ra là nó đang ở trong tai hay ở trong ngoài tai của các bạn. Vì thế nên là nó có thể tự pause nhạc được, và tương tự cái tai bên cạnh thì cũng như thế. Mà khi mà các bạn đeo vào thì nó lại tiếp tục